Chào anh em, về với làng quê lại quay trở lại với mô hình nuôi ốc bươu đen. Thì hôm trước tôi với chú Thương ấy, hai chú cháu đi mua ốc trồng về. Tính ra hôm nay được gần 2 tuần nhá. Bây giờ quay trở lại thăm cái ốc con, ốc trồng của chú Thương ở cái hồ nuôi phía sau lưng tôi đây này. Thì bây giờ sẽ đi xuống để xem cái số lượng ốc nó còn bao nhiêu luôn. Đây là cái hồ nuôi ốc này của chú Thương dự tính để nuôi. Hồ khá là đẹp luôn, có cả bèo này, bèo biếc đầy đủ nhá. Chú Thương nói là ở đây có một số ốc giống đã bắt đầu sinh sản ở đây rồi. Đây này anh em này, đấy, cả bèo hoa dâu, cả bèo Việt Nam, cả bèo Tây. Mặt hồ khá là rộng luôn, khoảng độ 1.500 m² đấy, 1.500 m² ở cái hồ này. Nếu mà nuôi thì tha hồ mà ốc. Hồ này mà không có cá thì nuôi vô tư luôn, nuôi hơi bị đẹp luôn. Ốc ở đây thì hợp lý luôn, quá hợp lý luôn anh ạ. Đây là có cả rau muống này, rau muống dài. Có cả rau muống dài, rồi là cỏ dài, rồi bèo. Đấy. Mà xung quanh bờ hồ rất là mát nhá. Rất là thích hợp cho ốc sinh sản luôn. Nói chung là điều kiện về ao nuôi ấy, thì là đạt rồi. Bây giờ chỉ còn cái vấn đề là hôm trước lấy ốc giống về thì tôi nghe chủ Thương bảo là chết một số con bị chết rồi. Do đó lát này sẽ xuống kiểm tra xem cái ốc con nó như thế nào luôn. Wow, cái sung này anh em xem, cái sung này cái sung to đùng luôn. Hồ này trước đây là nuôi cá. Bây giờ cá không ăn thua, chuyển sang nuôi vịt, vịt không ăn thua, chuyển sang nuôi ốc. Đó, đó có con kia. Đây có một số con ốc lên này, nổi lên nó ăn. Đây này, cái sung to cho anh em này. Đấy, đây là thân của nó nhá, phần dưới của nó to cực kỳ luôn, bằng con người lớn luôn đấy. Wow, còn dọc cái bờ suối thì khá là nhiều cây mùng ở đấy, mà bây giờ mà có ốc là lên đẻ ở những vùng thế này là cực kỳ hợp lý luôn. Rồi bây giờ thầy xuống để xem cái ốc giống nhá, ốc giống của chủ Thương nuôi ở dưới này. Ốc giống bởi vì là cái hồ này này nó có những con cá, do đó mình phải ươm cái ốc giống cho nó lớn hẳn lên, sau đấy mới thả xuống, nếu không là sợ cá nó ăn hết á. Hôm trước thì mua khoảng 4.500 con ốc giống, 4.500 con hết 2.000.000 anh em, 4.500 5.000. Đây này, đây có một cái sung to cực kỳ luôn. Đấy, đẹp chưa? Cây này nhiều quả ấy, nhưng mà hiện tại rơi hết rồi. Nhà ông Thương nuôi nhiều vịt lắm. Ông Thương ơi, mất thịt vịt đây. Nuôi nhiều ngàn nhiều vịt lắm anh em ạ. Cả ngàn cả vịt. Tức là ao trên là nuôi ốc, còn cái ao thứ hai này, ao dưới đây là nuôi cá và nuôi vịt. Bốc lắm. Đây, đây là khu ươm ốc giống này. Nước hơi sâu. À, nước hơi sâu anh em ạ, nước hơi sâu. Dạ. Mặc con đuôi được không anh?
Hơi sâu à? Không, không cần, không cần. Để tôi cởi cái quần bò ra, tôi lồi xuống đấy luôn. Để xem cái tình hình ốc giống ở dưới này luôn. Còn cái thùng xốp này là ươm ốc đẻ, trứng ốc. Đó. Mới lột cái quần xong anh ạ. Bây giờ mặc quần đùi để xuống, cầm máy quay đi xuống xem ốc ở dưới này luôn. Nước khá là sâu luôn, ướt quần rồi. Đây, đây là cái thùng ươm ốc giống này. À, sắp nở rồi. Sắp nở rồi ông Thương ạ. Đây này, để tôi đem cái camera vào nhé. Sắp nở rồi, ốc nở rồi. Đấy, tôi chỉnh camera một chút. Đây, 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 đây. Hơi khó quay một chút anh em nhé. Vì một tay cầm camera, còn một tay xem ốc. Đây này. Ốc sắp nở rồi. Đấy. Thường thì cái quá trình ấp trứng này nó thật ra là nó khá là đơn giản luôn, nó không có gì là phức tạp cả. Chỉ cần anh em xem qua là biết cách ấp trứng nữa mà. Được rồi, có con ốc bò đó rồi, chắc phải cho nó ít ít beo cho nó chạy ấy. Đây này, cái đen đen đây này. Hôm trước đi học hỏi kinh nghiệm về cổ khác nhỉ, đây cái trứng đen đen nó nở rồi này. Còn mấy cái kia là sắp nở nhá. Mấy trứng này thì mới nhặt vào. Anh em ấp trứng ốc thì đặt lên một anh em lấy một miếng xốp nhá, đặt lên mặt nước như thế này, sau đó bỏ trong thùng xốp đổ nước vào và nhớ là bỏ lên một cái khăn ướt, bỏ lên một cái khăn ướt, thế là trứng nó sẽ thỉnh thoảng mình có bỏ phút vào một ít nước lên cái khăn đấy, cho cái khăn nó ướt để giữ ẩm cho ốc. Thế là ốc nó tự nở thôi. Ai, còn cái quan trọng nhất là đây. Còn này, à cái hồ ông này ở ngoài này là nóng hơn ở trong. Hồ mà ở ra giữa hồ là nóng hơn ở mép anh nhá. Ai. Ô, nhanh lớn nhỉ. Đây là ốc con lớn hẳn đấy anh em ạ. Đây 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 này. Đây này. Một số con to như hạt ngô rồi. Hôm mua nhỏ tí luôn đây này. Cái này to hẳn luôn này. Hôm mua nhỏ tí, bé tí tí luôn đấy, mới đẻ luôn đấy. Hôm nay nhanh lớn nhỉ. Đây đây đây. Đây. Đây anh em này, ốc con nhanh lớn phết. Loại này thả hơi bị ok thôi. Loại này bằng hạt ngô rồi, thả ra quá đảm bảo rồi. Nhưng mà vì cái hồ, vấn đề là cái hồ của mình là có cá, do đó loại này không thể thả được. Thả xuống là cá nó ăn bằng hết luôn đấy. Đây, trong này là 2 triệu tiền giống anh em này. 2 triệu tiền ốc giống. 2 triệu tiền ốc giống nó ở trong này. Hôm mà tôi và chủ thương đi mất một buổi sáng để mua đấy. 4.500 con ốc giống ở trong này. Chủ yếu lần này nuôi để gọi là làm ốc giống, ốc bố mẹ thôi. Để phục vụ cho ốc con một sau đây này. Ốc nó ở trên những cây beo cực nhiều luôn. Nhanh lớn thật đấy. Công nhận đấy. Tôi công nhận là ốc nhanh lớn. Mà chủ tương hôm nay chưa bỏ thức ăn cho nó ấy. Hết rồi, ăn hết rồi. Ừ, ăn mạnh lắm, có con ăn mạnh lắm. Bỏ mướp, bỏ miếc xuống ăn hết rồi. Nhưng mà cái điểm nuôi này hơi bị, cái hồ này nước hơi bị chưa được ok lắm. Thứ nhất là nước nóng, mà thứ hai là nước nóng. Mùa này sợ nó nóng ấy.
Nhưng mà bò bèo vào chắc cũng mát nhỉ, mát mà nó lọc nước cho sạch đúng không? Bò bèo vào thứ nhất nó mát, thứ hai nó lọc nước sạch thì con ốc nó cũng ok. Mà hắn chết hắn đợt xuống dưới hay đang trống thầy hay? Chết thủ rồi thôi. Dạ? Vớt thả thôi. À vớt vớt rồi à? Vớt vớt thay luôn. Thay luôn. Vớt thay con chết là sao chẳng chẳng luôn à. Dạ, chết mất nửa nhá. Chết mất 1 triệu tiền giống. Tức là khoảng đồ mất khoảng đồ trên 1000 con nhỉ. Chết mất khoảng đồ 1000 con. Nhưng mà thôi không sao, coi như là để lấy kinh nghiệm học hỏi cho lần sau. Với lại chủ thương có làm cái ấp thêm trứng ốc đây này. Thì tôi thấy khá là ok, thời gian tới kiểu gì cũng có ốc con để tiếp tục nuôi. Nhìn làm cái lồng nhìn gớm nhỉ. Quan trọng là mình dâm được cái ốc giống thôi, dâm được ốc giống cho nhiều để tháng năm này có ốc nó đẻ để lấy giống. Chứ còn mình mà không có giống là chịu thua bỏ tay hết. Tăng lên đổi đứng thổ ăn nếu là nếu ốc to nó đang... để qua coi chủ thương nói trên này ốc to nổi lên khá nhiều để qua coi luôn. Có cây mận rừng anh em này, hôm nào xuống xin một ít ngâm rượu đây. Đây này, mận rừng có trái rồi nhưng mà năm nay mất mùa ít trái lắm. Trái mận rừng này ăn cực ngon luôn đấy anh em ạ. Đây này, xanh chưa ăn được, hôm nào nó chín thì tha hồ mà ăn. Ở cái ao trên này thì hôm trước chủ thương có thả một số ốc giống xuống. À đây này, đây anh em này, nó đang ăn quả bí đây này, khá là ok luôn đấy. Thấy đây con ốc đây này, đang ít chưa nhiều, cái này là mới bắt được ngoài tự nhiên. Đây đây con này, cái này bắt được ngoài tự nhiên thôi. Nhưng mà cái hồ này nếu mà có giống thì nuôi cực kỳ vô tư luôn. Người tẹt gà luôn đấy. Rồi ok, chào anh em nhé. Hôm nào ốc lớn hơn thì hẹn anh em những video tiếp theo.